trong các tình huống cấp cứu trên biển, khi các phương tiện khác khó cơ động tới, thì máy bay trực thăng với tốc độ di chuyển nhanh, tính cơ động mạnh được xem là phương án tối ưu để vận chuyển bệnh nhân đến nơi điều trị, tranh thủ thời gian vàng cứu sống người bệnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mỗi chuyến bay, đòi hỏi công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18 thường xuyên tổ chức những bài bay huấn luyện cấp cứu đường không thuần thục trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình, địa vật cả ban ngày và ban đêm, nhằm hướng tới mục tiêu là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bay cấp cứu y tế, bay biển và bay cứu hộ cứu nạn. Nhanh chóng, tỉ mỉ trong từng thao tác, chính xác tuyệt đối trong từng hành động để kịp thời tiếp cận và đưa người bị nạn lên trực thăng, vận chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đây là những yêu cầu bắt buộc với nhân viên tời cầu của công ty trực thăng miền Nam trong những bài huấn luyện bay biển, bay tìm kiếm cấp cứu. Thường xuyên phải đối diện với điều kiện thời tiết phức tạp, tầm nhìn hạn chế, thời gian cấp cứu được tính bằng giây. Bên cạnh việc phối hợp nhịp nhàng với tổ bay, các thành viên trong tổ tời cầu cần có kỹ thuật cá nhân, sức khỏe tốt và được huấn luyện thành thạo động tác ngay từ mặt đất. Các thành viên tổ bay tời cầu thường xuyên được huấn luyện, rèn luyện. Không chỉ là trong các cái chuyến bay huấn luyện mà chúng tôi còn được thực hành trên mặt đất cũng như là trên tàu bay trước khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó là anh em các thành viên tổ bay tổ tời cầu cũng nắm được các cái chúng tôi sự phối hợp nhịp nhàng ăn khớp. Còn với những bài bay cấp cứu y tế đáp trên sân đỗ nóc của Viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Quân y 175 như thế này là một thách thức đặt ra với tổ bay, đặc biệt là với đội ngũ phi công không chỉ là độ cao mà còn là rất nhiều chướng ngại vật xung quanh cần phải tính toán rất chính xác. Đặc biệt là yếu tố tĩnh không nhằm xử lý tốt các tình huống bất trắc trên không, giúp máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn, tranh thủ thời gian cứu sống người bệnh. Đội ngũ phi công của công ty trực thăng miền Nam đã chuẩn bị cho cái chuyến bay huấn luyện này từ rất là lâu. Bao gồm các công tác như là khảo sát đĩa, khảo sát địa vật xung quanh, cũng như hiệp đồng với các bên để nhằm đảm bảo đưa ra một cái phương án bay tối ưu nhất để sau này có thể áp dụng cho những chuyến bay cấp cứu trường xa. Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đón bệnh nhân cấp cứu bằng trực thăng. Để cất hạ cánh đúng thời gian và chính xác, tổ bay phải phối hợp nhịp nhàng giữa trên không và mặt đất. Kinh nghiệm bay trên các giàn khoan với điều kiện cất hạ cánh tương tự là cơ sở để công ty trực thăng miền Nam hoàn thành tốt nội dung huấn luyện với độ khó cao, địa hình phức tạp trong lòng thành phố. Chúng tôi sẽ huấn luyện các phi công bay ngày bay đêm để thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế với các cái vùng mà xa của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái nhiệm vụ mới, nhưng mà sẽ sau này mọi người sẽ được hưởng cái dịch vụ này. Với bay biển và bay cấp cứu y tế như này thì chúng tôi sẽ khẳng định phối hợp với Bệnh viện 175 sau đây sẽ thực hiện được các cái chuyến bay cấp cứu y tế và khẳng định là chúng tôi sẽ thực hiện được. Mỗi chuyến bay chỉ được coi là thành công khi đã hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh an toàn, và việc thường xuyên tổ chức những bài huấn luyện cấp cứu đường không như thế này sẽ giúp công ty trực thăng miền Nam binh đoàn 18 tham gia giải quyết các sự cố thiên tai thảm họa và để phục vụ tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên cả hướng bờ và hướng biển.